Việt Nam có dân số đông thứ 15 trên thế giới tính đến từ Việt Nam. Theo Tổng cục Thống kê của Nhà nước Cộng sản, Việt Nam hiện có số dân là 96.208.984 người, đứng thứ ba khu vực Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới. Con số trên là kết quả của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và được Tổng cục Thống kê công bố hôm cuộc họp báo ngày 19 tháng 12. Trong đó, 47.881.061 người là nam giới, chiếm 49.8% và còn lại là nữ giới tỷ lệ giới tính của Việt Nam có sự khác biệt theo các nhóm tuổi, tuổi càng cao thì tỷ lệ giới tính càng thấp, cao nhất ở nhóm là không đến 4 tuổi là 110 nam trên 100 nữ và thấp nhất ở nhóm từ 80 tuổi trở lên là 48 nam và 100 nữ. Tổng số hộ dân cư trên toàn lãnh thổ Việt Nam là gần 27 triệu gia đình, tăng 4.4 triệu gia đình so với năm 2009. Bình quân 3.6 người trên một gia đình, thấp hơn 0.2 người cho một gia đình so với năm 2009. Nhà cầm quyền Cộng sản cho biết, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc điều tra quy mô lớn nhất, tổng cộng có gần 12.000 ban chỉ đạo, 78.000 thành viên với sự hợp tác của khoảng 147.000 điều tra viên thống kê và thực hiện điều tra trên 96 triệu người sinh sống tại trên 26 triệu gia đình. Đây cũng là lần đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn của tổng điều tra hai vấn đề về dân số của việt nam được bàn nhiều hiện nay là nguy cơ mất cân bằng chế tính giữa nam và nữ khi mà quan niệm trọng nam kinh nữ vẫn còn với mong muốn có con trai nối giỏi thứ hai là tình trạng dân số già trước khi giàu